kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam. Chuyện gì vậy? Hả? Hả? Nhanh lên đi, sắp đủ rồi. Lại là anh. Đàn ông nói chuyện một là một hay là hai? Thật ra anh muốn gì hả? Tôi muốn anh làm nghề cũ của anh. Nghề cũ trước đây của anh đó. Anh biết là gì mà. Phải. Lúc trước tôi cầm súng kiếm sống. Đúng giá thì tôi làm ngay. Vậy là được rồi. Nè, lúc trước đám người đó một lần đưa cho anh bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh mức giá gấp 5 lần. Ai kêu tôi ngưỡng mộ anh. Anh tới làm phiền tôi nữa, tôi không lấy tiền cũng làm. Chính vì tôi thích ngọn lửa này, đây chính là anh Hào mà tôi từng ngưỡng mộ. Người lần đó bắt cóc thức già có phải là anh không? Tôi đã nhìn thấy hình của anh trên báo. Anh cảm thấy tôi là người đó sao? Anh cảm thấy có người bị bắn 3 phát cũng có thể toàn mạng sao? Không lẽ đúng là hắn sao? Hay là gì? Đánh thắng tôi nói cho anh nghe. Tôi không cần biết anh lại. Tôi cảnh cáo anh, từ nay đừng phiền tôi. Vị trưởng quan đây, hình như chúng ta không quen biết. Anh thuộc bộ phận nào? Tôi là bộ trưởng bộ quân chính mới nhậm chức. Tôi tên là Mộ Tài. Có phải các người cảm thấy lạ không? Tại sao bộ trưởng tiền nhiệm kỳ trước lâu rồi không xuất hiện? Bởi vì tháng trước, ông ta đã bị chúng tôi tống giam rồi. Ông ta dính líu tới rất nhiều vụ tham ô. Một trong những vụ đó là ngân hàng Vĩnh Nghiệp của các người. 3 năm trước khi gia hạn giấy phép ngân hàng, các người đã đưa 1 triệu đồng Đông Dương để hối lộ ông ta. Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Ngân hàng chúng tôi làm ăn đàng hoàng, chưa bao giờ chúng tôi làm vậy. Ngân hàng Vĩnh Nghiệp có tổng cộng 13 bộ phận. Chia đợt lục xét hết cho tôi. Những giấy tờ có chút khả nghi lập tức gom hết về đây. Mau lên. Dạ. Ê, bộ trưởng Lâm à? Kiểm tra kỹ cho tôi. Cô là cổ đông lớn của ngân hàng Vĩnh Nghiệp, kim người đứng tên, cô Đặng Quế Thiền đúng không? Phiền cô theo chúng tôi về bộ phận quân chính hỗ trợ điều tra. Lấy công ra. Đây là lời khai của bộ trưởng Tiền. Ông ta thừa nhận 3 năm trước vào ngày 9 tháng 6 cô đã đưa 1 triệu đồng Đông Dương cho ông ta. Cô tự mình coi đi. Trước giờ tôi và bộ trưởng Tiền không hợp.
Có thể ông ta muốn kéo tôi vào cuộc. Chứng cứ đâu? Không lẽ anh định lấy tờ này ra để bắt tôi về đây sao? Đây là giấy tờ tìm được ở ngân hàng Vĩnh Nghiệp. 3 năm trước ngân hàng các người, ngày 9 tháng 6, có một khoản chi 1 triệu đồng Đông Dương. Tôi muốn cô giải thích rõ số tiền này đã mang đi đâu. Tôi mở ngân hàng, ngày nào cũng có rất nhiều chi tiêu và thu nhập chuyển ra chuyển vào. Ngân hàng của cô gia hạn quan trọng như vậy, cô không biết sao? Bộ trưởng Lâm, Bộ trưởng Lâm, hai vị luật sư này tới bảo lãnh cho thất gia. Thất gia nào chứ? Có người họ Thất sao? Cô Đặng Quế Thiện. Cô Đặng, bây giờ cô có thể đi, nhưng mà tôi sẽ bắt cô về bất cứ lúc nào tiếp tục hỏi cung. Cô không có gì chứ? Không, thấy ác mộng thôi. Phải Thất gia, cô tới bộ quân chính 4-5 tiếng, họ hỏi cô chuyện gì vậy? Hỏi tới hỏi lui cũng hỏi 3 năm trước tôi bỏ tiền ra mua giấy phép ngân hàng. Thật ra cô có đưa tiền hối lộ không? Luôn cả anh cũng nói vậy. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện mới có thể suy nghĩ tìm cách giúp cô đối phó thôi. Ngân hàng Vĩnh Nghiệp là ngân hàng gì? Chính phủ tranh thủ tặng giấy phép cho tôi còn chưa kịp nữa. Có khi nào cô thấy thuận tiện muốn mau chóng nhận được không? Không có. Tại sao nhất định không tin tôi chứ? Ba tôi cũng nói cô là vua nói dốc. Trong thư ba cũng nói vậy đó. Thư viết như vậy là do anh nói với ba anh tôi là vua nói dốc. Chú không biết tôi. Tự nhiên tôi nói cô vậy sao? Thật tình sợ anh còn hơn sợ gạo lên giá. Đặng Quế Thiền này xin thề, nếu tôi có đưa hối lộ, phù hộ tôi cô đơn suốt đời, không con không cháu, bệnh liệt giường, đủ độc chưa? Tin rồi chứ? Được, tin rồi. Thật ra nè, tôi giúp cô điều tra lai lịch của Lâm Mậu Tài rồi. Anh ta là người Sơn Đông, từng học tư thục vài năm, sau đó gia nhập Tào Bang kiếm ăn bằng nắm đấm, sau đó không biết đã dùng cách gì kiếm được chức quan để làm, sau đó thì liên tục lên. Nhưng mà người này có một thứ rất đáng sợ, anh ta từng theo 7 cấp trên, nhưng mà không có ai chết một cách tự nhiên, nếu không bị mất tích thì nhảy lầu chết. Tôi cảm thấy hắn không phải là Lâm Mậu Tài, hắn là em của tôi Đặng Quế Bình. Hai người này có giống đến vậy hay không? Họ không chỉ giống mặt, ánh mắt cũng giống nữa. Anh từng gặp Quế Bình mà, anh không cảm thấy sao? Lần đó tôi liều mạng với anh ta, tôi thật sự không nhìn kỹ mặt của anh ta. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt giống y như nhau, nhưng giọng điệu có chút khác biệt. Giọng điệu có thể giả mà. Có khi nào em cô có anh song sinh hay em song sinh gì không? Không thể nào, má nhỏ của tôi chết do khó sinh, vì sinh Quế Bình ra thì chết rồi. Thực ra tôi cảm thấy thực tế hai người này không liên quan gì nhau, hoàn toàn là người giống người thôi. Nhưng tại sao nó lại dùng khẩu hình nói với tôi? Chào chị yêu, tôi về tìm chị đây. Đó là do cô thường nghĩ tới em cô, cho nên gặp chuyện gì liền cảm thấy anh ta về tìm cô. Nhưng nó thật sự dùng khẩu hình nói chuyện với tôi. Tôi đã nói rồi, có thể anh ta đang huýt sáo có được không? Còn không thì đang ngâm nga câu gì đó. Tại sao nó lại ngâm bằng khẩu hình đó chứ? Có gì không được chứ, ngâm gì cũng được mà, bài nào cũng được. Nè tôi thử lần nha. Giống như lãi chồng lãi, đúng là sướng vô cùng. Chào chị yêu, em về tìm chị đây. Nhìn từ xa còn giống hơn. Sao hả? Lại suy nghĩ chuyện gì? Tôi đang suy nghĩ, thật ra sau khi Quế Bình bị trúng 3 phát, có phải vẫn còn sống không? Không thể nào. Một phát bắn trúng bả vai trái, 2 phát bắn trúng giữa ngực, lý nào không chết. Cô gọi cho ai? Tôi phải làm sáng tỏ chuyện này. Ai đó? Anh Hiếu, tôi là Thất gia, có chuyện làm phiền anh.